Quý vị và các bạn thân mến, Bộ trưởng Quốc phòng Anh, ông Gavin Williamson, đã xác nhận trong một bài phát biểu vào sáng 11 tháng 2, chiếc tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh sẽ đi vào vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Trong một thông điệp gửi cho Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia, RUSI ở London của anh, ông Williamson cho biết, Anh là nhà đầu tư lớn thứ hai trong khu vực và phải thể hiện sự cứng rắn nhằm bảo vệ lợi ích trên Biển Đông. Chuyến đi của tàu sân bay trị giá 3 tỷ bảng Anh tương đương 3,9 tỷ đô la Mỹ cũng sẽ qua vùng Trung Đông, địa Trung Hải và đây chính thức là một sự phô diện sức mạnh kết hợp của hải quân Anh và Mỹ. Ông Williamson cho hay những chiếc F-35 của Anh và Mỹ sẽ được chở trên tàu sân bay. Điều này giúp tăng cường khả năng tiếp cận và sát thương của hải quân Anh, củng cố mối quan hệ gần gũi nhất với Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vẫn chưa xác nhận ngay chính xác triển khai nhiệm vụ. Anh đã nhiều lần công bố kế hoạch nhằm tăng cường hoạt động ở Ấn Độ, Thái Bình Dương và thực hiện các nhiệm vụ kết hợp với Mỹ. Hồi tháng 1, tàu chiến HMS Argyle của Anh cùng tàu khu trục USS McCampbell của Mỹ tham gia cuộc diễn tập kéo dài 6 ngày trên Biển Đông. Tháng 8 năm 2018, Hải quân Hoàng gia Anh thực hiện nhiệm vụ tuần tra đảm bảo tự do hàng hải khi đưa tàu HMS Albion tới Biển Đông. Trung Quốc đã có những yêu cầu phi pháp đối với hầu hết Biển Đông, vùng biển chiến lược với các tuyến hàng hải huyết mạch và các nguồn tài nguyên tiềm năng. Hôm 10 tháng 2, các tàu khu trục Mỹ USS Bruins và USS Preble đã đi sát vào quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam để thách thức Trung Quốc. Động thái này được nhận định là để dằn mặt Trung Quốc. Theo đó, hai tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Buran và USS Preble đã đi ngang qua khu vực nằm trong vùng 12 hải lý quanh các đảo ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam để bảo vệ tự do hàng hải. Kledos, người phát ngôn hạm đội 7 của Mỹ nhấn mạnh, hoạt động này nhằm thách thức các tuyên bố hàng hải thái quá trong lúc tàu Mỹ vẫn tuân thủ luật pháp quốc tế khi đi vào vùng biển quốc tế. Vẫn dòng thông cáo quen thuộc, hạm đội 7 nhấn mạnh, tất cả các hoạt động này đều tuân thủ luật pháp quốc tế và chứng thực rằng Mỹ sẽ bay, rong buồm và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, không chỉ ở Biển Đông mà còn ở các nơi khác trên toàn cầu. Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm Mỹ cho tàu tuần tra Biển Đông. Trước đó vào tháng 1, tàu USS Mark Campbell đã tuần tra trong vùng 12 hải lý ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Thời gian qua, Mỹ cáo buộc Bắc Kinh lắp đặt tên lửa và các thiết bị quân sự khác trên các đảo tranh chấp trên Biển Đông. Mỹ điều tàu chiến qua Biển Đông trong bối cảnh phái đoàn đàm phán hai nước Mỹ-Trung đang bước vào các vòng đàm phán thương mại căng thẳng.